Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu cuối cùng trong cặp thi đấu đầu tiên của giải đấu quả bóng nhựa. Căng quá. Tôi ngồi tôi bình luận mà tôi cũng run lắm các bác ạ. Nói thật, run vãi chưởng ấy. Thì người chơi người ta cũng run là chuyện bình thường thôi. Nhất là cái thời tiết mà nó đang còn lạnh như thế này nữa. Bị cóng tay là chuyện bình thường. Nhiều pha xử lý nó cũng không được như ý đâu. Và không biết sau chuyện trận thua vừa rồi thì Nghiêm Xuân Quyền sẽ suy nghĩ, tính toán và anh ta sẽ thi đấu sơ đồ gì trong trận đấu này. Phải chia sẻ thật rằng người có nhiều chiến thuật thì nó cũng tốt, nhưng mà nó sẽ bị một cái, đó là nhiều khi nó sẽ bị phản tác dụng. Nghĩa là nó giống như kiểu các bạn không quen ấy, các bạn cứ cố các bạn đá, các bạn đổi đổi liên tục ấy, nó giống như kiểu đổi liên tục ấy. Còn Trần Anh Dũng thì trận thi đấu vừa rồi anh ta thi đấu với sơ đồ 4-4-2. Còn trận đấu đầu tiên thì anh ta thi đấu với 4-2-3-1. Đó. Tức là mỗi trận đấu sẽ là một sơ đồ. Còn Nghiêm Xuân Quyền thì trong một trận đấu thì anh ta có thể đá đến 2 3 sơ đồ. Tùy theo tình huống, hoàn cảnh trong trận đấu. Hakimi. Upamecano. Hernandez. Đó, và đến trận đấu này thì Nghiêm Xuân Quyền cũng đã chuyển về đá sơ đồ 4 hậu vệ rồi. Mbappe không được, cú sút đầu tiên của Nghiêm Xuân Quyền. Nhưng cũng chỉ làm khó được Alisson mà thôi. Không thể đánh bại được. Bắt người rất tốt. Những cái kiểu đá phạt góc đấy thì thường thường nó sẽ chỉ có một hai bài thôi, biết là bắt được ngay ấy mà. Upamecano, Hakimi, vẫn là quyền kiểm soát thế trận dành cho Nghiêm Xuân Quyền, một anh già ở làng của tôi. Fred Silva. Một pha đẩy quả bóng xuống đáy sân hay thế nhở. Ý tưởng là hay, nhưng mà cái thằng Mainan này các bạn ạ, nó bắt ảo lắm. Cái thằng Mainan thẻ mới này bắt ảo kinh khủng luôn. Đúng là cái trận đấu quyết định, cho nên là tốc độ trận đấu những giây phút đầu tiên nó cũng sẽ phải chậm. Nhìn thấy thôi các bạn ạ, đá này mệt lắm, mệt kinh khủng luôn, bởi vì áp lực rồi thể lực người chơi nó cũng đã bị giảm đi rất nhiều rồi. Kanté. Đừng nghĩ rằng là chơi game không mệt nhá, chơi game cực kỳ mệt luôn. Kanté. Và đây là Pele. Hernandez đang thi đấu rất tệ. Ôi trời ơi, pha hơi cóng tay ấn nhầm nút. Hernandez. Kanté. Mbappe. Không được. Hay quá nhở, phản công nét thật Mbappe. Quả này thì không thể nào mà lệch được rồi. Quả này thì phải nói là Trần Anh Dũng phản công cực kỳ sắc sảo. Nói thật rằng là trong quá trình tập luyện cũng như là quá trình chơi game của Trần Anh Dũng thì tôi không đánh giá anh ta cao. Không phải là một người chơi xuất sắc mà để tôi ấn tượng. Nhưng mà nói thật, trong đá giải thì Trần Anh Dũng là một người chơi cực kỳ bản lĩnh. Bởi vì đã rất nhiều lần tôi tổ chức giải ở trong làng của tôi rồi, từ giải off cho đến cái giải lần này, thì anh ta là một người chơi cực kỳ bản lĩnh. Các bạn có thấy rằng anh ta thi đấu không xuất sắc,
quá. Đấy, cái chỉ số vừa rồi hiện xuất hiện đó là chỉ số possession, tức là kiểm soát bóng. Anh ta có kiểm soát 28%. Nếu mà coi anh ta là Jose Mourinho trong FIFA truyền thống thì tôi nghĩ rằng là hợp lý thôi. Không màu mè, nhưng cái quan trọng đó là đạt hiệu quả cực kỳ cao, hiệu năng tối đa luôn. Vừa kia hay quá nhờ, bóng tiếp tục mở lên cho Kylian Mbappe. Mbappe thì ngon rồi, hóa giải quả đấy thì ngon rồi. Kante Awa không được. Vẫn phải áp đặt thế trận thôi. Và Nghiêm Xuân Quyền cần phải thể hiện được đẳng cấp của mình ở những giây phút còn lại. Không được. Trong trận đấu này thì các bạn có thể thấy rằng cái cách phản công của Trần Anh Dũng nó đã khác đi tương đối nhiều khi mà anh ta liên tục sử dụng những đường truyền bóng vượt tuyến để có thể đẩy bóng lên cho tiền đạo. Một phần là do phía đối thủ bên kia Nghiêm Xuân Quyền đã cắt được hai tuyến của Trần Anh Dũng, cho nên là anh ta bắt buộc phải sử dụng những đường truyền bóng dài. Zerido kiểm soát bóng rất nhiều với 68%, nhưng mà anh ta chỉ mới tung được một cú sút. Còn bên Trần Anh Dũng thì mới kiểm soát được có 22%, 32%, và đã tung ra được hai cú sút. Không khác gì là Pep Guardiola đá với cả Jose Mourinho thời đỉnh cao cả các bạn ạ. Tôi liên tưởng giống lắm. Hay quá. Pele. Pele. Uầy. Quả fake shot đỉnh quá nhở, nhưng mà truyền thì không thành công. Đó, rất tựa cái skin của những người chơi mà người ta. Ôi, thôi chết rồi, thôi chết rồi. Quả này. Ui! Thế nào bóng này lên mép lưới trên. Ừ. Để tôi nói tiếp thì cái việc mà những người chơi mà người ta chơi tốt ấy, người ta sử dụng những skin đơn giản, những skin một sao nhiều lắm các bạn ạ. Ví dụ như fake shot, ví dụ như Bunro, rất là cơ bản, nó không có gì màu mè cả. Miễn là người ta có một cái tâm lý vững, ban bật nó chuẩn xác để có thể mở ra được cơ hội. Pele. Uầy. Tiếp tục là trọng súng đáy biên dành cho Silva nhưng không được. Bernardo Silva. Uầy. Kinh thế nhờ. Quả dê hơi bị khéo. Hơi bị khá bảnh đấy. Đây rồi. Tôi xong rồi. Gọi người nhà của Nghiêm Xuân Quyền đến đón anh tôi về cái. Đã thế này thì chết tôi. Tấn công không quá nhiều, không cần áp đặt thế trận, nhưng mà không hiểu sao Trần Anh Dũng đang đá quá là quái đi. Mày nói là thực sự như vậy. Tôi không muốn tung hô Trần Anh Dũng quá nhiều đâu, nhưng mà anh ta đang thi đấu phải nói là rất hay các bạn ạ. Chơi bóng thì đơn giản, nhưng chơi thứ bóng đá đơn giản thì không phải ai cũng làm được. Nobu Fekir. Hai người áp sát nhưng không có thể tranh bóng được trong chân của Fekir. Gabriel sút phản công. Và đây là Mbappe. Hơi vội rồi. Kimembe đã cướp được trái bóng. Ok. Mbappe. Chào quầy. Tôi xong rồi. Ôi rồi ôi. Đỡ bằng mắt. Quả đấy thì chịu rồi. Bởi vì cái việc mà khi mà Nghiêm Xuân Quyền thua 2-0 thì anh ta cuống là chuyện bình thường thôi. Anh ta bắt buộc phải đẩy đội hình lên. Và sau khi mà Kimembe
giành được quả bóng thì Nghiêm Xuân Quyền cũng đã hơi vội để có thể luân chuyển quả bóng lên phía trên. Mở cánh dành cho Kylian Mbappe. Bắt buộc phải tấn công thôi. Bây giờ không còn gì để mất nữa rồi. Tầm này mà cho Trần Anh Dũng vào đá vòng 2 với cả vòng chung kết luôn thì chưa chắc ai đã ăn được anh ý đâu nhá. Đang bay lắm ấy. Mbappe. Đây rồi, đây rồi. Ở trên kia. Rồi ôi gì sút ở trên kia. Có lẽ là không nhìn thấy. Đây rồi, thôi xong rồi. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Thôi xong rồi. 4-0 dành cho Trần Anh Dũng và đồng bọn. Quá kinh. Một người chơi mà có một kỹ năng ổn, tâm lý cực kỳ tốt. Nhưng mà có một điều mà các bạn có lẽ là nhiều người không biết, đó là anh ta không biết skip ăn mừng các bạn ạ. Mỗi lần anh ta ghi bàn xong anh ta cứ toàn phải ấn ăn mừng. Nhiều khi đối thủ cứ tưởng là anh ta chọc tức người ta nhưng mà không phải, bởi vì anh ta không biết skip ăn mừng. Thế thành ra là cứ mỗi lần ghi bàn là phải thôi lại phải xem bạn ạ, ông ta ăn mừng. Ừ đấy, buồn cười thế đấy. Chơi thì cũng rank cao lắm các bạn. Ở kia. Danh dự rồi, danh dự đây rồi, danh dự đây rồi, danh dự đây rồi. Ôi đấy, ôi đấy, ôi rồi, ôi. Đúng là lúc này cứ như là có hai hòn gạch để trên đầu của Nghiêm Xuân Quyền vậy. Đầu anh ta cực kỳ nặng. Tôi cứ đang mong chờ một cú sút từ chân của Phơ kia nhưng mà không. Anh ta cứ xử lý ôi rồi ôi kiểu gì á. Trận đầu thi đấu hay như thế nào thì đến trận này anh ta thi đấu dở. Quá dở. Cái đầu của huấn luyện viên nặng thì đôi chân của các cầu thủ nó cũng nặng thôi. Đó, đã rất đơn giản. Úi dồi ôi, không được. Có lẽ bây giờ Trần Anh Dũng chỉ cần kiếm thêm nhiều bàn thắng thôi. Để vào vòng sau anh ta sẽ hy vọng là sẽ gặp được cái đối thủ vé vớt. Ôi này, có bao giờ ngày mai Trần Anh Dũng tiếp tục lại Nghiêm Xuân Quyền vòng sau không nhở? Lại căng, căng cực luôn ý. Lỡ đâu Nghiêm Xuân Quyền lại là người chơi thua cuộc mà có số trận thắng tốt nhất, xong rồi bàn thua ít nhất. Ừ. Ngày mai Trần Anh Dũng lại gặp Nghiêm Xuân Quyền, xong tôi lại hét, xong tôi lại bị viêm họng. Mẹ em, xong đến chung kết xong tôi lại đéo có sức để tôi làm. Không được rồi. Sút. Đúng là giờ chỉ có chổng đít cho Trần Anh Dũng ghi bàn thôi. Khó có thể chống cự được khi mà các cầu thủ của Nghiêm Xuân Quyền cũng đã hết hơi rồi. Bản thân của huấn luyện viên cũng đã hết hơi rồi. Ôi giời. Ôi giời, ôi giời. Tâm lý nó thoáng cái. Úi giời, úi giời, múa mẹ. Úi giời. Kinh thế nhờ. Ôi, tôi tưởng sút luôn, nó ra lại fake shot để đảo hướng. Rồi, trận đấu đã khép lại.